Muốn hòa vào đạo, Lão Tử nói về lý vô vi. Vô vi nghĩa là không làm, tức là không can thiệp vào tự nhiên, để con người sống theo tự nhiên và cùng với tự nhiên tiến hóa. Lý vô vi gồm vô cầu, vô tranh, vô đoạt, vô chấp. Vô cầu giúp ta vô vọng, xa lìa vọng tưởng điên đảo. Vô tranh giúp ta vô đại, xa lìa ý tưởng hơn thua cao thấp. Vô đoạt giúp ta vô thủ, xa lìa ý tưởng có, không, còn, mất. Vô chấp giúp ta vô ngại, xa lìa ý tưởng trượt thanh. Vô vi tức đạo, đạo thường vô vi, nhi vô bất vi. Không làm tức là đạo, đạo thường không làm, mà không gì không làm được. Từ chỗ không làm mà làm được tất cả, làm được tất cả mà như không làm gì cả. Đó là bí quyết của đạo. Lý vô vi quá sức huyền diệu cao viễn, ít ai thấu triệt nổi, thành ra bị thất truyền hay bị hiểu sai lạc đi. Thực hiện theo lý đạo thì phải luyện kim đan, để gom tam bảo và tinh khí thần về một, tức là tinh khí thần hợp nhất. Ta phải thanh luyện tiếp để xả hết, hòa vào hư không, tức là trở về hiệp nhất với đạo. Luyện kim đan là luyện cho thành thánh thai, anh nhi xá lợi, chứ không phải luyện thuốc tiên trường sanh bất tử. Luyện cho cái tánh trở thành kim cang bất hoại, gặp động không loạn, nhập trần không nhiễm, định mà không chết cứng, đi đứng nằm ngồi mà như không đi đứng nằm ngồi, thuyết giảng đạo pháp mà như không thuyết giảng, vân vân. Như thế là nhập vào lý vô vi vậy.